cha trương bưu diệm, lạy cha trương bưu diệm. Amen. Kính thưa quý vị, câu chuyện ơn lành phần 6 kỳ này trong chương trình truyền hình nhiều kỳ Ơn Cha Diệp được bắt đầu với chuyện kể về một sự kỳ diệu xảy ra trong tai nạn kinh hoàng sau đây. Chị Phạm Mai Thủy là chủ tiệm bánh Oker de Paris trên đường Edinger, thành phố Westminster, California. Vào một buổi sáng, có một người khách lái xe tới trước tiệm bánh. Do bất cẩn, thay vì đạp thắng thì bà lại đạp chân ga, khiến cho chiếc xe chồm lên và lao thẳng vào tiệm, xuyên thủng tường, làm bể nát tấm kính chắn trước mặt tiệm. Cả bộ bàn ghế bằng sắt để ở phía ngoài sân trước bị cong gập lại. Chiếc xe nằm gọn trong tiệm và chỉ dừng lại trước tấm hình cha Diệp đang được trưng trên kệ. Cha Trương Bưu Diệp ơi, cha Trương Bưu Diệp ơi, cha Trương Bưu Diệp ơi, con cảm ơn Ngài. Mình tên là Thủy Mai Phạm. Mình ở Lake Forest, yeah. Nhưng mà mình có một cái tiệm bánh ở trên đường Edinger, yeah. Westminster. Yeah. Thì cái tiệm bánh của mình á, thì lúc đầu 2 năm trước, từ 2008, thì nó rất là chậm. Cái tiệm mỗi ngày mình làm một mình, 7 giờ tới 7 giờ sáng tới 7 giờ tối mình vừa làm vừa khóc vì cái tiệm nó rất là chậm. Khóc là vì mình đổ công vô nhiều quá mà mình không được gì hết. Rồi những người khách, người ta cũng có khách người ta tới người ta thương, thì ta mới nói rằng là chị lấy cái hình cha Trương Bưu Diệp, chị cầu nguyện đi. Thì ngày xưa khi má mình còn sống đó, má mình có nói rằng mỗi một lần mà mẹ bệnh đó, mẹ rờ hình cha đó, mẹ cầu nguyện thì mẹ hết. Nhưng mà mình lúc đó cũng còn trẻ, mình không có để ý, để tâm tới với cha. Nhưng khi cái người bạn cho cái tấm hình đó, thì mình dựng bàn thờ, trong tiệm có bàn thờ Chúa, Đức Mẹ đàng hoàng, Đức Mẹ của Lourdes, Đức Mẹ Fatima. Rồi xong rồi mình để cái hình cha, thì người khách nói rằng cha đó thì phải dưới Chúa. Thì mình cũng quý cha, mình để cái hình cha. Rồi mỗi một ngày khi mình vô tiệm đó, thì mình chỉ có cầu xin Chúa cho mình buôn bán mỗi ngày mần ăn. Không phải mần ăn mà mỗi ngày, cái tiệm đó nó hay gây lộn lắm. Thì mình chỉ xin là cho cái sự bằng an, bằng an cho những người làm với mình, bằng an cho gia đình, cho những người làm với mình, là mình cầu xin Chúa. Mình đọc kinh xong mình cầu xin Chúa, rồi mình mới đến với cha, mình nói cha ơi, cha cầu nguyện xin Chúa giùm con. Every day mình nói như vậy. Mình chỉ nói là con không biết cầu nguyện, con không biết. Nếu mà Chúa thì con biết xin Chúa đủ thứ, nói cái gì con khổ con tìm đến Chúa, nhưng mà cha thì con không biết nói làm sao. Con chỉ xin cha, cha cầu nguyện giùm cho con. Mà hình như mỗi một lần mình đọc kinh cầu nguyện, cái đó là cái đức tin của mình, thì mình thấy cái tiệm nó được cái mọi sự lành. Nhưng mà Chúa cũng thương, thì khi đến thì khách thấy thương quá, khách mới nói rằng bây giờ chị cầu xin cha đi. Thì mình không có biết cầu gì hết, mình chỉ xin cha là cha ơi con cầu nguyện như vậy đó. Con cầu nguyện xin cha ban cái phép lành, ban cái sự bằng an. Mùa hè vừa rồi đó là có thằng con của mình, thằng con Út 16 tuổi, mỗi một thứ tư nó ra nó phụ. Thì cái ngày thứ tư đó, đặc biệt cái ngày đó là cái ngày thứ tư đó, thì tụi nó làm từ 3 giờ sáng, thì tới 7 giờ rưỡi là đúng cái ru của nó, 7 giờ rưỡi đó. Cái ngày thứ tư đặc biệt thôi, còn mấy ngày kia nó không có đặc biệt vậy. Thì nó sẽ ra ngoài trước, nó không được, nó hút thuốc. Và khách chưa tới 7 giờ rưỡi, tiệm mở cửa 7 giờ mà khách vô là 7, cái ngày nó ra nó hút thuốc ở ngoài đó. Thì có cái thằng nhỏ luôn, lúc nào anh em ngồi tụ lại với nhau là cả thảy 5 đứa, 5 thằng con trai ngồi đó. Có khi có chồng của cô Loan là lâu nó tới đưa cô đi làm cũng tới ngồi đó. Thì rồi cái ngày thứ tư đó thì tự nhiên thằng em á, thằng em của thằng con rể là thằng Jimmy, nó giận thằng, nó lại gây lộn, nó lại giận. Nó giận nó lại không ra. Nó không ra ngồi. Thì mà cái thằng Calvin là thằng Út đó thì nó đi học lại rồi nó không ra. Thì thằng con rể ngồi đó một mình với lại chồng của cô Loan với một người khác nữa. Mà thằng Tây đó thì nó không ngồi đó, nó lại ra đằng sau ngồi với lại thằng Bể. Thì không, tự nhiên cái ngày đó nó khác.
nó không có bình thường, không như mọi khi. Dạ, không có mọi khi. Thì tự nhiên thì thằng con rể mới ngồi đó, mới hút thuốc xong, mới nói chuyện xong với cái chú Đức đó, thì là chú đó đi về, cái người khách cũng đi về. Thì ở trong tiệm có khách nhưng mà khách cũng vừa đi ra, thì cô Loan bán ở đây, thì khách vừa đi ra thì cô Loan lại đi vô nhà bếp. Thì thằng nhỏ mới vừa đi vô tới cái chỗ nước đá dưới cái chân của cha, tại cái bàn thờ đây là bàn thờ Chúa trên tới cha, là thằng mới đứng đó, tự nhiên nghe một cái, nghĩa là nó nói là mẹ hết bình không đầy một giây, thì có một cái bà bác đó, bà chạy xe thì bà đụng vô cái curve, bà đụng vậy thì thay vì bà thắng mà bà lại ôm con chó mà có hai bạc kinh như vậy, nhưng mà bà đậu cái bạc kinh như vậy, bà đâm vô cái curve. Rồi thằng con rể nó nói, nó thấy nó phóng lên, má ơi, nó con thấy nó phóng lên như vậy, nhưng mà con nghe một cái rầm, không có tới một sức kình, thì nó chỉ có nghe và cái tiếng xe rít rít rít. Thì khi bà quýnh quá, bà lại đập ga, nó phóng vô, nhưng mà cái vách tường dày lắm anh, bể nát hết cái vách tường, mà nó cán vô trong cái xe hai này. Thì tụi nó luôn luôn ngồi ngay đây, thì cái xe phóng ngay y như cái chỗ tụi nó ngồi, và phóng vô cái chỗ tụi nó ngồi, rồi cán luôn cái vách tường, cán sáu cái ghế gập, cái bằng sắt chứ không phải bằng cây. Ở trong tiệm đó. Dạ không, ở ngoài tiệm. Còn ở trong có thường thường có mấy bác uống cà phê ngồi ở trong cũng tiêu, cũng chết hết. Nghĩa là cái tiệm đó nếu mà cái tai nạn nó xảy ra mà bình thường thì có năm đứa con chết, năm đứa mà cũng vì cái giận hờn. Cái thằng em nó giận thằng anh, cái cô Loan nó, chị ơi chị gọi về nhà, thì lúc đó mình chưa xuống, nó chị có bình tĩnh không, chị có khỏe không? Nó chị bình tĩnh, chị ơi tiệm người ta phóng nguyên chiếc xe vô rồi. Mà mình thì cứ bủng rủng tay chân thì không biết là con có sống hay chết, nhưng mà nó hên, nó chị không có sao hết. Là mình chạy xuống thì tụi nó kêu cảnh sát tới, thì là kéo chiếc xe đi, thì bà kia cứ ngồi nói, tại vì bà cũng help help help. Thằng nhỏ nó nói không có đầy một giây là con còn nghe bà nhấn ga, tiếng ga nó cán vô vách tường luôn. Nó vừa tới cái quầy thì nó ngừng lại. Nhưng mà nếu mà có một cái người khách mua đồ thì cái người đó cũng bị miễn chứ. Mà cái cô Loan đứng đó thì cô cũng đầy miễn thôi. Tại vì bể nguyên một cái kiến bự, thì cái ghế sắt gập rồi 6-7 ghế gập là hết. Hai cái bàn gập là luôn, mà bằng sắt chứ không phải bàn thường. Thì mình vô mình nói trời ơi, con cảm ơn cha, con cảm ơn Chúa, cảm ơn cha. Tại vì cái này là một cái phép lạ. Chứ nếu mà là bình thường đó thì chết hết rồi. Mà hãy mà có một ác mà không có một cái giọt máu nhiễu ra, chỉ có thằng con rể có văng một miếng miễn nhỏ mà nó cũng không có máu ra. Every Wednesday tụi nó nói là mỗi một thứ tư là tụi con ngồi từ 7 giờ rưỡi tới 8 giờ 10 là thằng này nó hết cái break của nó đi. Thì nếu mà cái ngày đó không giận nhau thì sẽ ngồi là 7 giờ 50 là anh thấy không? Còn tới 15-20 phút nữa nó mới đi. Không có người nào chết, tức là một cái phép lạ, một phép lạ mà là một cái ơn. Cái điều mà người ta nhìn ở bề ngoài đó thì người ta thấy đúng là phép lạ. Cha cứu, không có ai có một cái tai nạn, không có một vết máu nhiễu ra, nhưng mà cha cứu cả một cái tinh thần, thì người ngoài người ta nhìn thấy đó là một cái phép lạ. Phép lạ Chúa cứu trước mặt mọi người. Mình nghe lúc mà bà già còn sống đó, mẹ của mình thì mới chết cách đây 2 năm, nhưng mà trước đây cùng cỡ 6-7 năm thì có nói có nghe. Mẹ, mẹ của mình để cái tấm hình ngay trên kế bên nè. Mỗi một lần hình Chúa đây, bàn thờ đây để đây, thì bà nằm kế bên. Thì bà nói mỗi một lần mà mẹ bệnh đó, mẹ rờ đứa con, cha Ninh lắm nha con. Mẹ rờ vô mẹ cầu nguyện là mẹ hết đau bụng, mẹ hết nhức đầu. Đó, vô tiệm mình là thấy bàn thờ. Thì có một ông khách đó, ông vô nói với con rể mình là ngoại giáo. Ông nói là cái này á là bề trên cứu nè, Chúa cha cứu chứ không cách nào. Tại vì người ta nhìn cái tiệm là người ta nói là cái tiệm này là cái đụng này là đổ máu chứ không phải là bình thường. Chắc chắn phải có một cái người nào, nhưng mà khi mà anh thấy cái xe nó nằm vô đó, giống như cái góc của cái vách tường đó, thì cái xe nó nằm vô đó là cái chỗ mà là nó vô phải cái chỗ mấy đứa nhỏ ngồi. Anh biết cái kiến như thế này thì mấy đứa, cái góc cái này thì mấy đứa nhỏ ngồi đây, thì cái xe nó cứ cán ngay đúng cái chỗ, đúng cái bộ bàn đó. Cái bàn đó có 5-6 cái ghế, nó gập ghế sắt. Nhưng mà cái chỗ đó là cái chỗ cái xe mà phóng vô chỗ mấy đứa nhỏ ngồi. Khi mà mình vô tới, mình nhìn thấy cái tiệm đó, thì mình thấy cái xe đó, thì mình nói là không thích nào anh chạy được. Dù anh thấy rằng cái xe nó phóng tới, anh không cách nào anh chạy. Nằm ở trong đó là có chết thôi chứ không có chạy. Tại vì nó phóng, nó cán đúng cái bàn đó. Cái bàn mà mấy cháu ngồi nó cán nát hết.
cảm ơn Chúa, cảm ơn Cha, thì cái này đó là một cái phép lạ cứu hết những đứa con. Tại vì nó nói má ơi, có bao nhiêu người ngồi đó là chết hết. Cha Trương Bửu Diệp ơi, Cha Trương Bửu Diệp ơi, Cha Trương Bửu Diệp ơi, con cảm ơn Ngài. Chị Thúy Nga Nguyễn hiện ở tại thành phố Irvine, California. Gia đình chị có cuộc sống đầy đủ, hai vợ chồng có sức khỏe, có công việc tốt, các cháu ngoan ngoãn, học giỏi. Do đời sống rất ổn định, nên chị cũng hờ hững trong niềm tin. Cho đến một ngày, chồng chị bị phát hiện có bệnh ung thư, thì anh chị xuống tinh thần, rất lo lắng và tuyệt vọng. Đúng lúc đó, qua lời khuyên của một người bạn, chị đã tìm đến Cha Trương Bửu Diệp và cầu xin Cha cứu giúp cho chồng chị được gặp thầy gặp thuốc để chồng chị được sống. Bệnh tình và sức khỏe của chồng chị Nga ra sao? Xin kính mời quý vị nghe lời kể của chị sau đây. Tôi tên đi làm gọi là Tina mà ở nhà thì là Thúy Nga. Tôi ở Irvine. Tôi được biết Cha cũng khá lâu rồi nhưng mà cuộc sống nó đầy đủ. Tôi được nhiều ơn con cái học hành, vợ chồng có việc làm, có sức khỏe, cho nên lòng tin của tôi hờ hững lắm. Cho đến một ngày tôi được biết chồng tôi mắc bệnh cancer, thì hiện bây giờ đó anh đang bị cancer pancreas. Anh rất là khó ngủ mà rất là trằn trọc, hễ mà nửa đêm mà thức dậy là không khó ngủ lại lắm. Cái chân của anh á, cái thời gian nó giật ghê lắm. Mà mỗi lần nó giật thì nó đau, nó làm cho anh không ngủ được nữa. Tôi lấy ống 28 năm, gần 29 năm. Ống có cái ống rất là khó ngủ, mà nhất là bây giờ lại bệnh nữa. Lúc mà anh biết anh bị bệnh cancer nữa thì là nó tinh thần rất là xuống. Cho đến một ngày có người bạn ở sở, họ cứ nhất định họ bảo tôi phải đến Cha Trương Bửu Diệp và cầu. Họ cứ nhắc tôi hoài, thì tôi cũng vừa nể cố mà cũng vì giờ tôi tuyệt vọng quá. Tôi đến trung tâm này khoảng 2 tuần nay thôi. Này chúng tôi cầu nguyện là xin Thánh nhận lời cho chúng tôi gặp thầy giỏi, thuốc giỏi, chữa bệnh cancer cho chồng tôi, cho chúng tôi được sống. Bây giờ tự nhiên á, anh cứ ngủ dậy cái xong rồi trở lại giường thì lại ngủ lại liền, mà bắt đầu ăn được nhiều lắm. Cái trường hợp mà ống ngủ ngon như vậy hiếm lắm. Thì sau bao nhiêu tuần lễ cầu nguyện thì thấy sức khỏe bắt đầu anh ăn nhiều, ngủ được là chuyện rất là lạ. Trước thì ông rất là khó ngủ. Chuyện ông bắt đầu ngủ được, ông bắt đầu cân nó không có xuống nữa. Tại vì và thứ quan trọng nhất là cái nhờ lời cầu nguyện thì cái cancer nó chưa có spread. Cái đó là một cái good news. Và chúng tôi tiếp tục cầu nguyện và tin rằng các thánh, nhất là Thánh Trương Bửu Diệp sẽ cầu cùng Chúa cho cái bệnh đó, cái chemo nó được, nó sẽ làm nhỏ lại và chồng tôi có đủ điều kiện sức khỏe để giải phẫu, để remove cái pancreas đó ra. Cảm ơn trung tâm này đã có dịp để cho những người tuyệt vọng để còn có hy vọng để sống. Cha Trương Bửu Diệp ơi, Cha Trương Bửu Diệp ơi, Cha Trương Bửu Diệp ơi, con cảm ơn Ngài. Đã từ lâu, anh Tuấn và chị Thu Hà có một niềm tin mãnh liệt vào lời cầu bầu linh thiêng của Cha Trương Bửu Diệp với Đấng Tối Cao. Tất cả mọi khó khăn, rắc rối hay bệnh tật của anh chị đều cầu xin Cha giúp đỡ. Từ chuyện giấy tờ xuất cảnh đến những cơn bệnh hiểm nghèo, anh chị đều được ơn của Cha mà vượt qua tất cả. Anh chị biết ơn Cha rất nhiều nên đã kể lại câu chuyện làm nhân chứng cho sự linh thiêng của Cha Trương Bửu Diệp. Tên là Vũ Thị Thu Hà. Tên là Đào Anh Tuấn. Gan Đô. Thì nói chung là ơn của Cha đó thì thực sự là năm 1996 mà khi mà tôi được cái giấy mà để đi qua đoàn tụ bên bên Mỹ này á, thì lúc đó là
khi được nhận được cái giấy thì tôi rất hoang mang. Lúc đó là giấy tờ rất là khó khăn đó. Nhưng mà tôi không biết sao đó. Đáng lẽ đi dịch vụ thì họ đòi tiền nhiều lắm, nhưng mà mấy có tất cả mọi người họ họ nói là thôi xin xuống cầu cha đi, có thể cha sẽ giúp cho. Thì lúc đó là chúng tôi cũng đi một cái đoàn mà người ta hay tổ chức để đi xuống dưới chỗ cha Diệp và dưới Cà Mau. Cà Mau á. Yeah. Thì tôi cũng đi theo và tôi xin xin xuống dưới và cầu xin cha. Thì chỉ trong vòng 3 tháng thì giấy tờ coi như là tôi đã hoàn tất, mà người ta nói là trong vòng ít nhất phải cả năm trời thì mới ra mới ấy. Dạ. Dạ. Thì tất cả cái giấy tờ trong nhà, từ vấn đề thanh toán ở Việt Nam, tất cả các thứ rồi là cái nọ là cha là giúp cho tôi là xong xuôi tất cả. Yeah. Dạ. Thì lúc đó là mình đã biết là mình đã được ơn cha từ lúc năm 96. Dạ. Thì coi như là trong cuộc sống thì mỗi lần tôi có một cái chuyện gì mà hơi khó giải quyết hoặc rắc rối hoặc là bệnh tật hay gì đó thì tôi cũng hay âm thầm để cầu xin cha. Thì năm vừa rồi là năm 2012-2013 này thì tôi đang có những cái bệnh mà phải nói là cũng hơi nặng về gan. Đó. Yeah. Thì cũng luôn luôn cầu xin cha, và nhất là nhà tôi đây thì cũng hay cầu nguyện cha, để tại vì trong vòng mấy tháng tôi đi nhà thương mấy lần, 3-4 lần à, thì mỗi lần đi vậy như thì ơn cha là được coi như là qua khỏi hết những cái mà coi như là rất là, phải nói là rất là nặng. Đây là 3 lần vào nhà thương. 3 lần vào nhà thương. Yeah. Cứ cách 2-3 tuần cứ vậy vào nhà thương. Yeah. Thành ra ói cả máu. Ói cả sâu máu vậy. Thì chị không biết sao đến cầu xin cha. Thì mỗi lần ông nằm nhà thương như vậy, coi như cứ từ 10 ngày tới 1 tuần đều qua khỏi. Lúc đó mà ói cả máu xong rồi lại ngất đi, trợn cả mắt lên. Vẫn đi theo dõi bác sĩ thì bác sĩ nói là mình cái gan nó cũng hết cái virus rồi. Hay quá. Cũng gan rồi, tiểu đường, chất sắt, đủ thứ. Đều cầu xin cha. Cha đến nay cha cũng cho là coi như anh như vậy là mạnh khỏe lắm. Cách đây mới có 2 tuần. Cái như gia đình rất là mang ơn cha. Như qua lời cầu bầu của cha, gia đình lúc nào cũng nghĩ đến cha. Mấy lần về Việt Nam thì cũng có ghé về những chỗ mộ của cha. Thì tôi cũng có lời là mọi người hãy, ai mà có một cái vấn đề gì mà khó giải quyết, vấn đề đau ốm hoặc là về cuộc sống cái gì đó mà có vẻ khó khăn thì hãy đến để cầu xin cha. Coi như là nhờ cha cầu bầu. Bây giờ cha còn thương nhớ chung con, mãi nhớ mọi người dân, dù ai gặp khăn khó. Bác Trần Ngọc Thụ hiện đang ở thành phố Garden Grove, California. Năm 2011, bác sĩ báo là bác đã bị ung thư giai đoạn cuối. Bác bần thần và lo lắng, chỉ còn biết trông cậy vào lời cầu bầu của cha Trương Bửu Diệp. Diễn tiến của căn bệnh sẽ được bác kể lại sau đây. Và qua lời kể của hai bác, chúng tôi còn cảm nhận được một tình vợ chồng thủy chung son sắt. Cho dù phải trải qua biết bao gian nan, thử thách của cuộc đời. Và trên tất cả, hai bác đã tìm được sự bình an khi đặt trọn niềm tin và lòng phó thác vào quyền năng của Đấng Tối Cao, qua lời cầu bầu linh thiêng của cha Trương Bửu Diệp. Tôi tên là Trần Ngọc Thụ, tôi ở thành phố Garden Grove. Tôi là Phạm Thị Thuận. Vào tháng 3 năm 2011, thì tôi cũng sau khi mổ cái bíu ở cổ tôi ra thì được báo là tôi đã bị bệnh ung thư vào cái giai đoạn 3/2, tức là gần chót rồi. Vì vậy chúng tôi đã cầu xin cha, thứ nhất là
nhờ người ở bên Việt Nam tới tận Cà Mau, chỗ đền cha để xin khấn cha. Và riêng tại nhà thì chúng tôi có ảnh của cha. Tôi thay cái khung mới của cha lên thì tôi cũng... Hai ngày đầu tiên thì chúng tôi nhìn thấy hình của cha có vẻ khó khăn làm sao ấy. Hình bức hình tối mà mặt cha có vẻ khó, cha nhìn đi chỗ khác. Thì một lần cầu nguyện, thì hai vợ chồng tôi cầu nguyện, thì tôi tự nhiên tôi thấy cha mỉm cười đối với tôi. Rồi sau cái vừa đọc kinh xong ấy, thì tôi hỏi vợ tôi là em có thấy gì không? Thì nhà tôi nói là có, em thấy là hình cha chớp làm sao ấy. Chớp chớp sáng lên. Thì sau đó một cái thì chúng tôi nhìn thấy là cái hình của cha hoàn toàn cái màu sáng, sáng rõ ràng. Và đến giờ phút này cái hình, cái màu vẫn nguyên như vậy. Và tôi đã, đó là cái đầu tiên mà tôi đã nhìn thấy. Và thì hiện thì tôi thấy thì cái bệnh của tôi từ đó đến nay thì đã thấy, tức là đang, chúng tôi chỉ, lúc đó tôi chỉ cầu xin là cho kịp để mà chữa thôi. Thì vì cái bệnh tôi đến giai đoạn chót rồi. Nhưng mà đến bây giờ đó thì sau hai lần mổ thì bây giờ... nó lại xuống cái phổi của tôi, rồi bây giờ tôi lại xin trả tiếp. Dạ thưa, khi vừa, tại vì cái thời gian đó là chúng tôi rất lo sợ, cho nên là khi đọc kinh là chúng tôi luôn luôn quỳ. Và khi vừa làm dấu dứt lời thì ông chồng có hỏi tôi là em thấy gì khác không? Thì tôi buột miệng tôi nói ngay hình cha. Thì anh cũng nói với tôi là anh cũng thấy hình cha. Là cùng một lúc chúng tôi đều nói với nhau như vậy. Thì cái lần đó là chồng tôi ung thư cái giai đoạn gần cuối, thì các cháu đã báo cho các con tôi biết là chuẩn bị tinh thần. Nhưng mà đến khi đi mổ thì kết quả ra là lại tốt đẹp, không coi như ung thư thì nặng nhưng mà không có lan đi đâu. Cho nên chúng tôi đã sống một cách bình an, tạ ơn Chúa, tạ ơn cha, bình an được một năm. Nhưng đến bây giờ thì cái ung thư nó lại bắt đầu tái phát, nó lại chạy xuống phổi. Bây giờ chúng tôi tin rằng đó chỉ là một sự thử thách, và chúng tôi lại bắt đầu cầu nguyện, lại bắt đầu chạy đến cha. Dạ thưa, chúng tôi nghe thì nghe lâu rồi, mà tin thì thực sự là từ ngày chúng tôi có bệnh mới chạy đến mới tin. Dạ. Và hiện bây giờ thì chúng tôi rất tin. Và có một cái điều là đúng ra thì như bác sĩ nói, cái ung thư nó đã tới giai đoạn đó thì nó phải lan ra. Nhưng mà khi mà chúng tôi khấn cha rồi đó, thì lúc đó là cái chỗ mà chụp ấy, gửi cái kết quả về cho chúng tôi để biết kết quả, thì chúng tôi không dám mở vì nghĩ rằng chúng tôi bỏ bàn thờ. Nhưng mà ông anh với bà chị tôi là bác sĩ ở bên Úc, ông bắt phải mở để đọc cho ông. Mà khi đọc ra thì lúc đó tôi đọc tôi không biết cái gì hết. Mà khi đọc xong thì anh chị tôi nói là chú đâu có cái gì đâu, nó không có, nó tức là nó không có lan đi đâu hết ấy. Mà chính bác sĩ cũng vậy, tức là nó nằm hoàn toàn ở trong cái cục bíu này thôi, nó không có đi đâu hết. Bác sĩ, một ông bác sĩ mà giỏi nhất, ông là giám đốc của bệnh viện Sinai đấy, ông bác sĩ Ấn Độ đó, ông nói không hiểu tại sao như vậy, nó không có lan đi đâu. Người, cả bao nhiêu ngàn người mới có một người không lan đi đâu. Vâng. Mà cái ung thư này là đã có từ 6 năm về trước, chứ không phải, dạ, 6 năm về trước chúng tôi đã đi thử. Đi thử nhưng mà các bác sĩ thử đều không báo lại kết quả, cho nên là mình cứ yên trí là nó không sao. Đến bây giờ thì coi lại hồ sơ thì trong hồ sơ đã có là 6 năm về trước rồi. Dạ, còn một tuần trước khi mà tụi tôi đi tìm ra cái file down sau cùng này là đã chạy xuống phổi, thì bác sĩ lại cho biết thêm là trong lá gan cũng đã có vấn đề, và đòi bà gửi đi chụp, đi thử máu, đi thử gan thì... tức là bác sĩ về oncology, về bệnh về, ung thư về, của về, tôi về ung thư đó, thì đi, không biết kết quả bài thử bao nhiêu, nhưng mà bài báo là ông bị bệnh viêm gan si rồi. Nó bây giờ gửi đi bác sĩ Việt Nam, thì hôm mà bác sĩ về gan đó, thì hôm thứ sáu vừa rồi đó, 2:30 ông tôi tới đó. Thì mặc dù bên kia lại bắt thử máu lại. Bác sĩ bên kia đã nói là đã chuyển hết hồ sơ cho ông rồi. Mà khi tới thì ông bảo tôi chưa nhận được gì cả. Thì lúc đó ông bảo bây giờ phải thử máu lại để tôi đếm coi nó bao nhiêu. Thì lúc đó 3:00 thì sau khi thử xong, chúng tôi thử máu xong chạy xuống đây. Là lần đầu tiên biết chỗ này. Biết chỗ này chúng tôi chạy tới rồi. Thì vừa về đến nhà cái 6:00 đó ông kêu tới là cái kết quả mà ông bác sĩ gửi, bên bà bác sĩ gửi kia nói là ông bị văn si đó. Nó không có. Nó không có, nhưng mà bây giờ ông cứ đợi tôi, cái cục của tôi thử cái này coi làm sao được kết quả. Đó, tức là vừa mới xuống đây mà về nhà,
những thường thường bác sĩ thì những cái đó họ đâu có kêu. Nhưng mà về đến nhà cái là 6 giờ chiều, tức là mấy tiếng sau ông kêu tới 2 lần nữa. Ông nói kết quả không có. Ông có đâu bị văn si gì đâu, không có gì hết. Thì bây giờ phải đợi kết quả của bác sĩ này đó. Thì rõ ràng nó như vậy. Dạ vâng, thì lúc này chúng tôi lại đang lo lắng, rất lo lắng, bởi vì cái bệnh nó đã xuống phổi, đó là cái kết quả mà rất xấu. Nhưng mà chúng tôi vẫn tin vào cha, rất trông cậy ở nơi bàn tay của cha. Với cái nữa là phải nói thật là hôm thứ sáu vừa rồi chúng tôi chạy tới đây đó, thì thực thâm ra cái tâm hồn của tôi tới đây đó, thì lúc đó nó không có một cái điểm gì mà làm cho tôi xúc động. Nhưng mà ngày hôm nay khi mà tới đây vừa rồi đó, tôi tới đây cha xong tôi đọc trên cái cuốn sách của cha đó, nói là con hãy, anh hãy về đi, anh hãy về đi, vì lòng tin bệnh của anh đã khỏi. Tôi tin cái điều đó. Tôi hôm trước thì tôi khá thích chữ đó mà không đọc, mà bây giờ tôi đọc lên nữa thì tôi thấy rõ. Mà chúng tôi cầu mong và đúng cái điều đó đã tới. Và thì tôi nghĩ, và tôi cũng đã xin rồi, tôi cũng như vợ chồng chúng tôi đó, thì lấy nhau đó, thì chúng vừa năm 75 thì tôi phải đi tù, rồi tôi đi cách nhau mười mấy năm, 14-15 năm. Thì bây giờ như vợ chồng tôi chỉ xin là cái tuổi mà mới lập gia đình của chúng tôi đã mất rồi, thì bây giờ xin Chúa với mẹ và xin cha cho chúng tôi cái tuổi già này được một thời gian nữa. Thì bây giờ tôi chỉ xin là được từ 8 tới 10 năm nữa thôi, rồi thôi tôi không cần. Tại bây giờ tôi cũng đã 69 tuổi, từ đâu sống đâu làm cần đâu. Tôi chỉ xin như vậy. Tôi xin, tôi nghĩ đầu tiên mà trước khi cha thì tôi đã ở nhà, tôi đã vẫn tin tưởng Chúa và Đức Mẹ đã chấp nhận cái điều đó cho tôi. Và bây giờ tôi tới xin cha nên tôi nghĩ rằng cha sẽ xin Chúa và Đức Mẹ sẽ cho tôi cái điều đó. Tôi chỉ cần sống 8 tới 10 năm nữa thôi. Mà tôi nghĩ cái điều đó được. Tại vì tôi nghĩ là tụi tôi, cái điều tụi tôi xin không phải là cái điều tham lam lắm. Vâng, không ơi. Là bởi vì tụi tôi mới lấy nhau có một năm thì đã xa nhau như vậy 16, 17 năm. Đó. Mà chồng tôi sang đây trước là 9 năm. Mà anh cũng vẫn giữ một cái lòng chung thủy đạo đức. Thì tôi tin rằng Chúa không bỏ. Mà bây giờ lại có thêm lời cầu bầu của cha nữa thì càng chúng tôi càng... Giờ chúng tôi chỉ xin có một điều là cái ngày mới, ngày đẹp nhất của cái tình vợ chồng thì chúng tôi mất rồi. Thì giờ cho chúng tôi những ngày già lại, còn lại được có nhau thôi. Câu chuyện của bác Trần Ngọc Thụ đã tạm dừng chương trình truyền hình Ơn Cha Diệp phần 6 hôm nay. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Những chứng nhân chia sẻ ơn lành nhận được qua Cha Diệp chỉ nhằm một mục đích duy nhất là làm chứng cho sự linh thiêng của cha. Do đó, các câu chuyện kể trong chương trình truyền hình Ơn Cha Diệp không nhằm đưa ra lời khuyên nhủ hay hướng dẫn về y học, mà chỉ nói lên niềm tin của mỗi người đối với cha Trương Bửu Diệp. Vì thế, chúng tôi mong quý khán thính giả hiểu rằng những câu chuyện về ơn cha Diệp thuần túy là một món quà tinh thần mang giá trị tâm linh cho những ai đang tìm kiếm một chỗ dựa tinh thần trong lúc khốn khó, sự an ủi thiêng liêng khi tuyệt vọng, và nhờ đó có được sự bình an trong cuộc sống. Chương trình Ơn Cha Diệp được phát trên kênh 57.5 vào 9 giờ sáng mỗi thứ năm hàng tuần tại Nam California và toàn Hoa Kỳ trên Galaxy 19. Chương trình này cũng được phát trên hệ thống Internet toàn cầu www.chuongbuoudiep.org. Để có DVD Ơn Cha Diệp nhiều tập, xin quý vị đến thăm văn phòng Chương Biểu Diệp Foundation tại số 14231 Euclid Street, phòng E, 103105, thành phố Garden Grove, California, 92843. Quý vị ở xa không thể đến văn phòng hoặc không vào được Internet, xin gọi cho hội 714-537-8159 và 714-362-6608 hoặc email info@chuongbuoudiep.org. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình truyền hình Ơn Cha Diệp phần 7 kỳ sau. Xin thân ái kính chào quý vị.
Cha Trương Bưu Diệm, lạy Cha Trương Bưu Diệm. Amen. Thì các cháu đã báo cho các con tôi biết là chuẩn bị tinh thần, nhưng mà đến khi đi mổ thì kết quả ra là lại tốt đẹp, không coi như ung thư thì nặng nhưng mà không có lan đi đâu, cho nên chúng tôi đã sống một cách bình an, tạ ơn Chúa, tạ ơn Cha, bình an được một năm. Nhưng đến bây giờ thì cái ung thư nó lại bắt đầu tái phát và nó lại chạy xuống phổi. Bây giờ chúng tôi tin rằng đó chỉ là một sự thử thách, và chúng tôi lại bắt đầu cầu nguyện, lại bắt đầu chạy đến Cha. Dạ thưa, chúng tôi nghe thì nghe lâu rồi, mà tin thì thực sự là từ ngày chúng tôi có bệnh mới chạy đến mới tin. Dạ. Và hiện bây giờ thì chúng tôi rất tin. Và có một cái điều là đúng ra thì như bác sĩ nói, cái ung thư nó đã tới giai đoạn đó thì nó phải lan ra. Nhưng mà khi mà chúng tôi khấn Cha rồi đó, thì lúc đó là cái chỗ mà chụp ấy, gửi cái kết quả về cho chúng tôi để biết kết quả, thì chúng tôi không dám mở vì nghĩ rằng chúng tôi bỏ bàn thờ. Nhưng mà ông anh với bà chị tôi là bác sĩ ở bên Úc, ông bắt phải mở để đọc cho ông. Mà khi đọc ra thì lúc đó tôi đọc tôi không biết cái gì hết, mà khi đọc xong thì anh chị tôi nói là chú đâu có cái gì đâu, nó không có, nó tức là nó không có lan đi đâu hết ấy. Mà chính bác sĩ cũng vậy, tức là nó nằm hoàn toàn ở trong cái cục bíu này thôi, nó không có đi đâu hết. Bác sĩ, một ông bác sĩ mà giỏi nhất, ông là giám đốc của bệnh viện Sinai đấy, ông bác sĩ Ấn Độ đó, ông nói không hiểu tại sao như vậy, nó không có lan đi đâu. Người, cả bao nhiêu ngàn người mới có một người không lan đi đâu. Vâng. Mà cái ung thư này là đã có từ 6 năm về trước, chứ không phải, dạ. 6 năm về trước chúng tôi đã đi thử nhưng mà các bác sĩ thử đều không báo lại kết quả, cho nên là mình cứ yên trí là nó không sao. Đến bây giờ thì coi lại hồ sơ thì trong hồ sơ đã có là 6 năm về trước rồi. Dạ, còn một tuần trước khi mà tụi tôi đi tìm ra cái file down sau cùng này là đã chạy xuống phổi, thì bác sĩ lại cho biết thêm là trong lá gan cũng đã có vấn đề, và đòi bà gửi đi chụp, đi thử máu, đi thử gan thì tức là bác sĩ về oncology, về bệnh ung thư của tôi ung thư đó, thì không biết kết quả bài thử bao nhiêu, nhưng mà bài báo là ông bị bệnh viêm gan si rồi, nó bây giờ gửi đi bác sĩ Việt Nam. Thì hôm mà bác sĩ về gan đó, thì hôm thứ sáu vừa rồi đó, 2:30 ông tôi tới đó. Thì mặc dù bên kia lại bắt thử máu lại. Bác sĩ bên kia đã nói là đã chuyển hết hồ sơ cho ông rồi, mà khi tới thì ông bảo tôi chưa nhận được gì cả. Rồi đến lúc đó ông bảo bây giờ phải thử máu lại để tôi đếm coi nó bao nhiêu. Thì lúc đó 3:00 thì sau khi thử xong, chúng tôi thử máu xong chạy xuống đây. Là lần đầu tiên biết chỗ này. Biết chỗ này chúng tôi chạy tới rồi. Thì vừa về đến nhà cái 6:00 đó, ông kêu tới là cái kết quả mà bác sĩ gửi kia nói là ông bị viêm gan si đó, nó không có. Nhưng mà bây giờ ông cứ đợi tôi, cái kết quả tôi thử cái này coi làm sao được kết quả đó. Tức là vừa mới xuống đây mà về nhà, những thường bác sĩ thì những cái đó họ đâu có kêu, nhưng mà về đến nhà cái là 6:00, tức là mấy tiếng sau ông kêu tôi 2 lần nữa, ông nói kết quả không có, ông có đâu bị viêm gan si gì đâu, không có gì hết. Thì bây giờ phải đợi kết quả của bác sĩ này đó. Yeah. Thì rõ ràng nó như vậy. Yeah. Vâng. Dạ vâng, thì lúc này chúng tôi lại đang lo lắng, rất lo lắng, bởi vì cái bệnh nó đã xuống phổi, đó là cái kết quả mà rất xấu. Nhưng mà chúng tôi vẫn tin vào Cha, rất trông cậy ở nơi bàn tay của Cha. Với một cái nữa là phải nói thật là hôm thứ sáu vừa rồi chúng tôi chạy tới đây đó, thì thực tâm tâm hồn của tôi tới đây đó, thì lúc đó nó không có một cái điểm gì mà làm cho tôi xúc động. Nhưng mà ngày hôm nay khi mà tới đây vừa rồi đó, tôi tới đây Cha xong, tôi đọc trên cái cuốn sách của Cha đó, nói là anh hãy về đi vì lòng tin bệnh của anh đã khỏi. Tôi tin cái điều đó. Tôi hôm trước thì tôi khá cái chữ đó mà tôi không đọc, mà bây giờ tôi đọc lên thì tôi thấy rõ, mà chúng tôi cầu mong và đúng cái điều đó đã tới. Và thì tôi nghĩ, và tôi cũng đã xin rồi. Tôi cũng như vợ chồng chúng tôi đó, thì lấy nhau đó, thì chúng vừa năm 75 thì tôi phải đi tù, rồi tôi đi cách nhau mười mấy năm, 14-15 năm,
Thì bây giờ như vợ chồng tôi chỉ xin là cái tuổi mà mới lập gia đình của chúng tôi đã mất rồi, thì bây giờ xin Chúa với mẹ và xin cha cho chúng tôi cái tuổi già này được một thời gian nữa. Thì bây giờ tôi chỉ xin là được từ 8 tới 10 năm nữa thôi, rồi thôi tôi không cần. Tại bây giờ tôi cũng đã 69 tuổi, từ đâu sống đâu làm cần đâu. Tôi chỉ xin như vậy. Tôi xin, tôi nghĩ đầu tiên mà trước khi cha thì tôi đã ở nhà, tôi đã vẫn tin tưởng Chúa và Đức Mẹ đã chấp nhận cái điều đó cho tôi. Và bây giờ tôi tới xin cha nên tôi nghĩ rằng cha sẽ xin Chúa và Đức Mẹ sẽ cho tôi cái điều đó. Tôi chỉ cần sống 8 tới 10 năm nữa thôi. Mà tôi nghĩ cái điều đó được. Tại vì tụi vâng. tôi nghĩ là tụi tôi cái điều tụi tôi xin không phải là cái điều tham lam lắm. Vâng, không ơi. Là bởi vì tụi tôi mới lấy nhau có một năm. Rối hoặc là bệnh tật hay gì đó thì tôi cũng hay âm thầm để cầu xin cha. Thì năm vừa rồi là năm 2012-2013 này, thì tôi đang có như những cái bệnh mà phải nói là cũng hơi nặng về yeah. gan đó. Yeah. Thì cũng luôn luôn cầu xin cha, và nhất là nhà tôi đây thì cũng hay cầu nguyện cha để, tại vì trong vòng mấy tháng mà tôi đi nhà thương mấy lần, 3-4 lần đó, thì mỗi lần đi vậy như thì ơn cha là được coi như là qua khỏi hết những cái mà coi như là rất là, phải nói là rất là nặng. Ba lần vào nhà thương. Yeah. Cứ cách 2-3 tuần cứ vậy vào nhà thương. Yeah. Thành ra ói cả máu. Ói cả sâu máu vậy. Thì chị không biết sao đến cầu xin cha. Dạ. Thì mỗi lần ông nằm nhà thương như vậy, coi như cứ từ 10 ngày tới 1 tuần. Dạ. Đều qua khỏi. Dạ. Yeah. Lúc đó mà ói cả máu xong rồi lại ngất đi, trợn cả mắt lên. Vẫn đi theo dõi bác sĩ thì bác sĩ nói là mình cái gan nó cũng hết cái virus rồi. Hay quá. Cũng gan rồi tiểu đường chất sắt đủ thứ đều cầu xin cha. Cha đến nay cha cũng cho là coi như là anh như vậy là mạnh khỏe. Cách đây mới có 2 tuần. Thế như gia đình rất là mang ơn cha. Như qua lời cầu bầu của cha, gia đình lúc nào cũng nghĩ đến cha. Mấy lần về Việt Nam thì cũng có ghé về những chỗ mộ của cha. Thì tôi cũng có lời là mọi người hãy, ai mà có một cái vấn đề gì mà khó giải quyết, vấn đề đau ốm hoặc là về cuộc sống cái gì đó mà có vẻ khó khăn thì hãy đến để cầu xin cha. Vâng. Coi như là nhờ cha cầu bầu. Bây giờ cha còn thương nhớ chung con, mãi nhớ mọi người dân, dù ai gặp khăn khó. Bác Trần Ngọc Thụ hiện đang ở thành phố Garden Grove, California. Năm 2011, bác sĩ báo là bác đã bị ung thư giai đoạn cuối. Bác bần thần và lo lắng, chỉ còn biết trông cậy vào lời cầu bầu của cha Trương Bửu Diệp. Diễn tiến của căn bệnh sẽ được bác kể lại sau đây. Và qua lời kể của hai bác, chúng tôi còn cảm nhận được một tình vợ chồng thủy chung son sắt. Cho dù phải trải qua biết bao gian nan, thử thách của cuộc đời. Và trên tất cả, hai bác đã tìm được sự bình an khi đặt trọn niềm tin và lòng phó thác vào quyền năng của Đấng Tối Cao qua lời cầu bầu linh thiêng của cha Trương Bửu Diệp. Tôi tên là Trần Ngọc Thụ, tôi ở thành phố Garden Grove. Tôi là Phạm Thị Thoạt. Vào tháng 3 năm 2011, thì tôi sau khi mổ cái bíu ở cổ tôi ra thì được báo là tôi đã bị bệnh ung thư vào cái giai đoạn 3/2, tức là gần chót rồi. Vì vậy chúng tôi đã cầu xin cha, thứ nhất là nhờ người ở bên Việt Nam tới tận Cà Mau chỗ đền cha để xin khấn cha. Và riêng tại nhà thì chúng tôi có ảnh của cha, tôi thay cái khung mới của cha lên. Thì tôi cũng 2 ngày đầu tiên thì chúng tôi nhìn thấy hình của cha có vẻ khó khăn làm sao ấy, hình bức hình tối mà mặt cha có vẻ khó, cha nhìn đi chỗ khác.
thì một lần cầu nguyện, thì hai vợ chồng tôi cầu nguyện, thì tôi tự nhiên tôi thấy cha mỉm cười đối với tôi. Rồi sau cái vừa đọc kinh xong á, thì tôi hỏi vợ tôi là em có thấy gì không? Thì nhà tôi nói là có, em thấy là hình cha chớp làm sao, chớp chớp sáng lên. Thì sau đó một cái thì chúng tôi nhìn thấy là cái hình của cha hoàn toàn cái màu sáng, sáng rõ ràng. Và đến giờ phút này cái hình, cái màu vẫn nguyên như vậy. Và tôi đã, đó là cái đầu tiên mà tôi đã nhìn thấy. Và thì hiện thì tôi thấy thì cái bệnh của tôi từ đó đến nay thì đã thấy, tức là đang, chúng tôi chỉ, lúc đó tôi chỉ cầu xin là cho kịp để mà chữa thôi. Thì vì cái bệnh tôi đến giai đoạn chót rồi. Nhưng mà đến bây giờ đó thì sau hai lần mổ thì bây giờ nó lại xuống cái phổi của tôi. Và bây giờ tôi lại xin trả tiếp. Dạ thưa, khi vừa, tại vì cái thời gian đó là chúng tôi rất lo sợ. Cho nên khi đọc kinh là chúng tôi luôn luôn quỳ. Và khi vừa làm dấu dứt lời thì ông chồng có hỏi tôi là em thấy gì khác không? Thì tôi buột miệng tôi nói ngay hình cha. Thì anh cũng nói với tôi là anh cũng thấy hình cha. Là cùng một lúc chúng tôi đều nói với nhau như vậy. Thì cái lần đó là chồng tôi ung thư cái giai đoạn gần cuối. Nên chị cũng hờ hững trong niềm tin. Cho đến một ngày chồng chị bị phát hiện có bệnh ung thư thì anh chị xuống tinh thần rất lo lắng và tuyệt vọng. Đúng lúc đó, qua lời khuyên của một người bạn, chị đã tìm đến cha Trương Bửu Diệp và cầu xin cha cứu giúp cho chồng chị được gặp thầy gặp thuốc để chồng chị được sống. Bệnh tình và sức khỏe của chồng chị Nga ra sao? Xin kính mời quý vị nghe lời kể của chị sau đây. Tôi tên đi làm gọi là Tina mà ở nhà thì là Thúy Nga. Tôi ở Ơ Vai. Tôi được biết cha cũng khá lâu rồi, nhưng mà cuộc sống nó đầy đủ. Tôi được nhiều ơn con cái học hành, vợ chồng có việc làm, có sức khỏe, cho nên lòng tin của tôi hờ hững lắm. Cho đến một ngày tôi được biết chồng tôi mắc bệnh cancer. Thì hiện bây giờ đó, anh đang bị cancer pancreas. Anh rất là khó ngủ mà rất là trằn trọc. Hễ mà nửa đêm mà thức dậy là không khó ngủ lại lắm. Cái chân của anh á, cái thời gian nó giật ghê lắm. Mà mỗi lần nó giật thì nó đau, nó làm cho anh không ngủ được nữa. Tôi lấy ống 28 năm, gần 29 năm. Ống có cái ống rất là khó ngủ. Mà nhất là bây giờ lại bệnh nữa. Lúc mà anh biết anh bị bệnh cancer nữa thì là nó tinh thần rất là xuống. Cho đến một ngày có người bạn lời sợ, họ cứ nhất định họ bảo tôi phải đến cha Trương Biểu Diệp và cầu. Họ cứ nhắc tôi hoài. Thì tôi cũng vừa nể cố mà cũng vì giờ tôi tuyệt vọng quá. Tôi đến trung tâm này khoảng 2 tuần nay thôi. Này chúng tôi cầu nguyện là xin Thánh nhận lời cho chúng tôi gặp thầy giỏi, thuốc giỏi, chữa bệnh cancer cho chồng tôi, cho chúng tôi được sống. Bây giờ tự nhiên á, anh cứ ngủ dậy cái xong rồi trở lại giường thì lại ngủ lại liền. Mà bắt đầu ăn được nhiều lắm. Cái trường hợp mà ông ngủ ngon như vậy hiếm lắm. Thì sau bao nhiêu tuần lễ cầu nguyện thì thấy sức khỏe bắt đầu anh ăn nhiều, ngủ được là chuyện rất là lạ. Trước thì ông rất là khó ngủ. Chuyện ông bắt đầu ngủ được, ông bắt đầu cân nó không có xuống nữa. Tại vì, và thứ quan trọng nhất là cái nhờ lời cầu nguyện thì cái cancer nó chưa có spread. Cái đó là một cái good news. Và chúng tôi tiếp tục cầu nguyện và tin rằng các thánh, nhất là Thánh Trương Biểu Diệp sẽ cầu cùng Chúa cho cái bệnh đó, cái chemo nó được, nó sẽ làm nhỏ lại. Và chồng tôi có đủ điều kiện, sức khỏe để giải phẫu, để remove cái pancreas đó ra. Cảm ơn trung tâm này đã có dịp để cho những người tuyệt vọng để còn có hy vọng để sống. Cha Trương Bửu Diệp ơi, Cha Trương Bửu Diệp ơi, Cha Trương Bửu Diệp ơi, con cảm ơn Ngài. Đã từ lâu, anh Tuấn và chị Thu Hà có một niềm tin mãnh liệt vào lời cầu bầu linh thiêng của Cha Trương Bửu Diệp với Đấng Tối Cao. Tất cả mọi khó khăn, rắc rối hay bệnh tật của anh chị đều cầu xin cha giúp đỡ. Từ chuyện giấy tờ xuất cảnh đến những cơn bệnh hiểm nghèo, anh chị đều được ơn của cha mà vượt qua tất cả.
anh chị biết ơn cha rất nhiều nên đã kể lại câu chuyện làm nhân chứng cho sự linh thiêng của cha Trương Bửu Diệp. Dạ. Tên là Vũ Thị Thu Hà. Tên là Đào Anh Tuấn. Gan Đô. Thì nói chung là ơn của cha đó thì thực sự là năm 1996 mà khi mà tôi được cái giấy mà để đi qua đoàn tụ bên bên Mỹ này á. Dạ. Thì lúc đó là khi được nhận được cái giấy thì tôi rất hoang mang, lúc đó là giấy tờ rất là khó khăn. Đó. Nhưng mà tôi không biết sao á. Đáng lẽ đi dịch vụ thì họ đòi tiền nhiều lắm, nhưng mà mấy có tất cả mọi người họ họ nói là thôi xin xuống cầu cha đi, có thể cha sẽ giúp cho. Dạ. Thì lúc đó là chúng tôi cũng đi một cái đoàn mà người ta hay tổ chức để đi xuống dưới chỗ cha Diệp và dưới Cà Mau. Cà Mau á. Dạ. Thì tôi cũng đi theo và tôi xin xuống dưới và cầu xin cha. Thì chỉ trong vòng 3 tháng thì giấy tờ coi như là tôi đã hoàn tất, và người ta nói là trong vòng ít nhất phải cả năm trời thì mới ra mới ấy. Dạ. Dạ. Thì tất cả cái giấy tờ trong nhà, từ vấn đề thanh toán ở Việt Nam, tất cả các thứ rồi là cái nọ là cha là giúp cho tôi là xong xuôi tất cả. Yeah. Yeah, thì lúc đó là mình đã biết là mình đã được ơn cha từ lúc năm 96. Yeah. Thì coi như là trong cuộc sống thì mỗi lần tôi có một cái chuyện gì mà hơi khó giải quyết hoặc là... chú đó đi về, cái người khách cũng đi về, thì ở trong tiệm có khách nhưng mà khách cũng vừa đi ra, thì cô Loan bán ở đây, thì khách vừa đi ra thì cô Loan lại đi vô nhà bếp. Thì thằng nhỏ mới vừa đi vô tới cái chỗ nước đá dưới cái chân của cha, tại cái bàn thờ đây là bàn thờ Chúa trên tới cha, là thằng mới đứng đó tự nhiên nghe một cái, nghĩa là nó nói là mẹ hết bình không đầy một giây, thì có một cái bà bác đó, bà chạy xe thì bà đụng vô cái curve, bà đụng vậy thì thay vì bà thắng mà bà lại ôm con chó mà có hai bạc kinh như vậy, nhưng mà bà đậu cái bạc kinh như vậy, bà đâm vô cái curve. Rồi thằng con rể nó nói, nó thấy nó phóng lên, má ơi, nó con thấy nó phóng lên như vậy, nhưng mà con nghe một cái rầm, không có tới một second thì nó chỉ có nghe và cái tiếng xe rít rít rít, thì khi bà quýnh quá bà lại đạp ga nó phóng vô, nhưng mà cái vách tường dày lắm anh, bể nát hết cái vách tường mà nó cán vô trong cái xe hai này, thì tụi nó luôn luôn ngồi ngay đây. Thì cái xe phóng ngay y như cái chỗ tụi nó ngồi. Dạ, phóng vô cái chỗ tụi nó ngồi rồi cán luôn cái vách tường, cán. Sáu cái ghế gập. Cái bằng sắt chứ không phải bằng cây. Là bên trong tiệm đó. Dạ không. Ở ngoài tiệm. Còn ở trong có thường thường có mấy bác uống cà phê ngồi ở trong cũng tiêu, cũng chết hết. Nghĩa là cái tiệm đó nếu mà cái tai nạn nó xảy ra mà bình thường thì có năm đứa con chết năm đứa mà cũng vì cái giận hờn. Cái thằng em nó giận thằng anh. Cái cô Loan nó, chị ơi chị gọi về nhà, thì lúc đó mình chưa xuống, nó chị có bình tĩnh không, chị có khỏe không, nó chị bình tĩnh, chị ơi tiệm người ta phóng nguyên chiếc xe vô rồi, mà mình thì cứ bủng rủng tay chân thì không biết là con có sống hay chết, nhưng mà nó hên nó chị không có sao hết. Là mình chạy xuống thì tụi nó kêu cảnh sát tới, thì là kéo chiếc xe đi, thì bà kia cứ ngồi nói, tại vì bà cũng help. Thằng nhỏ nó nói không có đầy một giây là con còn nghe bà nhấn ga, tiếng ga nó cán vô vách tường luôn. Nó vừa tới cái quầy thì nó ngừng lại, nhưng mà nếu mà có một cái người khách mua đồ thì cái người đó cũng bị miễn chứ. Mà cái cô Loan đứng đó thì cô cũng đầy miễn thôi, tại vì bể nguyên một cái kiến bự, thì cái ghế sắt gập rồi 6-7 ghế gập là hết, hai cái bàn gập là luôn, mà bằng sắt chứ không phải bàn thường. Thì mình vô mình nói trời ơi, con cảm ơn cha, con cảm ơn Chúa, cảm ơn cha, tại vì cái này là một cái phép lạ, chứ nếu mà là bình thường đó thì chết hết rồi. Mà hãy mà có một ác mà không có một cái giọt máu nhiễu ra, chỉ có thằng con rể có văng một miếng miễn nhỏ mà nó cũng không có máu ra. Every Wednesday tụi nó nói là mỗi một thứ tư là tụi con ngồi từ 7 giờ rưỡi tới 8 giờ 10 là thằng này nó hết cái break của nó đi. Thì nếu mà cái ngày đó không giận nhau thì sẽ ngồi là 7 giờ 50 là anh thấy không? Còn tới 15-20 phút nữa nó mới đi. Không có người nào chết. Yeah. Tức là một cái phép lạ. Một phép lạ mà là một cái ơn. Cái điều mà người ta nhìn ở bề ngoài đó thì người ta thấy đúng là phép lạ. Cha cứu, không có ai có một cái tai nạn, không có một vết máu nhiễu ra. Nhưng mà cha cứu cả một cái tinh thần, thì người ngoài người ta nhìn thấy đó là một cái phép lạ. Phép lạ Chúa cứu trước mặt mọi người.
mình nghe lúc mà bà già còn sống đó, mẹ của mình thì mới chết cách đây 2 năm, nhưng mà trước đây cùng cỡ 6-7 năm thì có nói có nghe. Mẹ, dạ, mẹ của mình để cái tấm hình ngay trên kế bên này. Mỗi một lần hình Chúa đây, bàn thờ đây để đây thì bà nằm kế bên. Thì bà nói mỗi một lần mà mẹ bệnh đó, mẹ rờ đứa con cha ninh lắm nha con. Mẹ rờ vô mẹ cầu nguyện là mẹ hết đau bụng, mẹ hết nhức đầu. Đó, vô tiệm mình là thấy bàn thờ. Thì có một ông khách đó, ông vô nói với con rể mình. Con rể mình là ngoại giáo. Ông nói là cái này á là bề trên cứu nè, Chúa cha cứu chứ không có không cách nào. Tại vì người ta nhìn cái tiệm là người ta nói là cái tiệm này là cái đụng này là đổ máu chứ không phải là bình thường. Chắc chắn phải có một cái người nào, nhưng mà khi mà anh thấy cái xe nó nằm vô đó, giống như cái góc của cái vách tường đó, thì cái xe nó nằm vô đó là cái chỗ mà là nó vô phải cái chỗ mấy đứa nhỏ ngồi. Anh biết cái kiến như thế này thì mấy đứa, cái góc cái này thì mấy đứa nhỏ ngồi đây, thì cái xe nó cứ cán ngay đúng cái chỗ, đúng cái bộ bàn đó. Cái bàn đó có 5-6 cái ghế, nó gập ghế sắt. Nhưng mà cái chỗ đó là cái chỗ cái xe mà phóng vô chỗ mấy đứa nhỏ ngồi. Khi mà mình vô tới, mình tới mình nhìn thấy cái tiệm đó, thì mình thấy cái xe đó thì mình nói là không cách nào anh chạy được. Dù anh thấy rằng cái xe nó phóng tới, anh không cách nào anh chạy. Nằm ở trong đó là có chết thôi chứ không có chạy. Tại vì nó phóng nó cán đúng cái bàn đó. Cái bàn mà mấy cháu ngồi nó cán nát hết. Cảm ơn Chúa, cảm ơn cha. Thì cái này nó là một cái phép lạ cứu hết những đứa con. Tại vì nó nói má ơi, có bao nhiêu người ngồi đó là chết hết. Cha Trương Bưu Diệp ơi, Cha Trương Bưu Diệp ơi, Cha Trương Bưu Diệp ơi, con cảm ơn Ngài. Chị Thúy Nga Nguyễn hiện ở tại thành phố Irvine, California. Gia đình chị có cuộc sống đầy đủ. Hai vợ chồng có sức khỏe, có công việc tốt, các cháu ngoan ngoãn, học giỏi. Do đời sống rất ổn định. Lạy Cha Trương Bưu Diệp, lạy Cha Trương Bưu Diệp. Amen. Kính thưa quý vị, câu chuyện ơn lành phần 6 kỳ này trong chương trình truyền hình nhiều kỳ Ơn Cha Diệp được bắt đầu với chuyện kể về một sự kỳ diệu xảy ra trong tai nạn kinh hoàng sau đây. Chị Phạm Mai Thủy là chủ tiệm bánh Âu Cơ de Paris trên đường Edinger, thành phố Westminster, California. Vào một buổi sáng, có một người khách lái xe tới trước tiệm bánh. Do bất cẩn, thay vì đạp thắng, thì bà lại đạp chân ga, khiến cho chiếc xe chồm lên và lao thẳng vào tiệm, xuyên thủng tường, làm bể nát tấm kính chắn trước mặt tiệm. Cả bộ bàn ghế bằng sắt để ở phía ngoài sân trước bị cong gập lại. Chiếc xe nằm gọn trong tiệm và chỉ dừng lại trước tấm hình Cha Diệp đang được trưng trên kệ. Cha Trương Bưu Diệp ơi, Cha Trương Bưu Diệp ơi, Cha Trương Bưu Diệp ơi, con cảm ơn Ngài. Tên là Thủy Mai Phạm, mình ở Lake Forest, yeah. Nhưng mà mình có một cái tiệm bánh ở trên đường Edinger, yeah. Westminster, yeah. Thì cái tiệm bánh của mình á, thì lúc đầu 2 năm trước, từ 2008 thì nó rất là chậm. Cái tiệm mỗi ngày mình làm một mình, 7 giờ sáng tới 7 giờ tối, mình vừa làm vừa khóc vì cái tiệm nó rất là chậm. Khóc là vì mình đổ công vô nhiều quá mà mình không được gì hết. Rồi những người khách, người ta cũng có khách người ta tới người ta thương, thì ta mới nói rằng là chị lấy cái hình Cha Trương Bưu Diệp, chị cầu nguyện đi. Thì ngày xưa khi má mình còn sống đó, má mình có nói rằng mỗi một lần mà mẹ bệnh đó, mẹ rờ hình cha đó, mẹ cầu nguyện thì mẹ hết. Nhưng mà mình lúc đó cũng còn trẻ, mình không có để ý, để tâm tới với cha.
Nhưng khi cái người bạn cho cái tấm hình đó thì mình dựng bàn thờ, trong tiệm có bàn thờ Chúa, Đức Mẹ đàng hoàng, Đức Mẹ của Lourdes, Đức Mẹ Fatima. Rồi xong rồi mình để cái hình cha, thì người khách nói rằng cha đó thì phải dưới Chúa, thì mình cũng quý cha, mình để cái hình cha. Rồi mỗi một ngày khi mình vô tiệm đó thì mình chỉ có cầu xin Chúa cho mình buôn bán mỗi ngày mần ăn, không phải mần ăn mà mỗi ngày, cái tiệm đó nó hay gây lộn lắm, thì mình chỉ xin là cho cái sự bằng an, bằng an cho những người làm với mình, bằng an cho gia đình, cho những người làm với mình, là mình cầu xin Chúa. Mình đọc kinh xong mình cầu xin Chúa, rồi mình mới đến với cha, mình nói cha ơi, cha cầu nguyện xin Chúa giùm con. Everyday mình nói như vậy. Mình chỉ nói là con không biết cầu nguyện, con không biết. Nếu mà Chúa thì con biết xin Chúa đủ thứ, nói cái gì con khổ con tìm đến Chúa, nhưng mà cha thì con không biết nói làm sao. Con chỉ xin cha, cha cầu nguyện giùm cho con. Mà hình như mỗi một lần mình đọc kinh cầu nguyện, cái đó là cái đức tin của mình, thì mình thấy cái tiệm nó được cái mọi sự lành. Nhưng mà Chúa cũng thương. Thì khi đến thì khách thấy thương quá, khách mới nói rằng bây giờ chị cầu xin cha đi. Thì mình không có biết cầu gì hết, mình chỉ xin cha là cha ơi con cầu nguyện như vậy đó, con cầu nguyện xin cha ban cái phép lành, ban cái sự bằng an. Mùa hè vừa rồi đó là có thằng con của mình, thằng con Út 16 tuổi, mỗi một thứ tư nó ra nó phụ. Thì cái ngày thứ tư đó, đặc biệt cái ngày đó là cái ngày thứ tư đó, thì tụi nó làm từ 3 giờ sáng thì tới 7 giờ rưỡi là đúng cái ru của nó, 7 giờ rưỡi đó. Cái ngày thứ tư đặc biệt thôi, còn mấy ngày kia nó không có đặc biệt vậy. Thì nó sẽ ra ngoài trước, nó không được, nó hút thuốc. Và khách chưa tới 7 giờ rưỡi, khách 7, tiệm mở cửa 7 giờ, mà khách vô là 7, cái ngày nó ra nó hút thuốc ở ngoài đó. Thì có cái thằng nhỏ luôn, lúc nào anh em ngồi tụ lại với nhau là cả thể 5 đứa, 5 thằng con trai ngồi đó. Có khi có chồng của cô Loan là lâu nó tới đưa cô đi làm cũng tới ngồi đó. Thì rồi cái ngày thứ tư đó, đó thì tự nhiên thằng em á, thằng em của thằng con rể đó, thằng Jimmy, nó giận thằng, nó lại gây lộn, nó lại giận, nó giận nó lại không ra, nó không ra ngồi. Thì mà cái thằng Calvin là thằng Út đó thì nó đi học lại rồi nó không ra. Thì thằng con rể ngồi đó một mình với lại chồng của cô Loan với một người khác nữa, mà thằng Tây đó thì nó không ngồi đó, nó lại ra đằng sau ngồi với lại thằng Mễ. Thì không, tự nhiên cái ngày đó nó khác, nó không có bình thường, nhà không có mọi khi. Thì tự nhiên thì thằng con rể mới ngồi đó mới hút thuốc xong, mới nói chuyện xong với cái chú Đức đó, thì là